chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản trên sàn giao dịch Binance, sàn giao dịch điện tử lớn nhất thế giới. Đầu tiên, hãy tìm kiếm trên Google Play hoặc App Store ứng dụng Binance, sau đó tải về, mở ứng dụng Binance, sau đó chọn đăng ký. Tiếp đó, nhấn vào đăng ký bằng điện thoại hoặc email, chọn quốc gia Việt Nam và ấn xác nhận. Chọn tạo tài khoản cá nhân, nhập địa chỉ email mà bạn muốn đăng ký và mật khẩu bạn sẽ sử dụng cho tài khoản. Có một lưu ý, mật khẩu của bạn phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm một chữ cái viết hoa và một số. Ngoài ra, nếu bạn được 1.000 bạn giới thiệu đăng ký trên Binance, hãy nhớ điền ID giới thiệu và ID này là không bắt buộc nha. Đánh dấu vào có và nhấn tiếp theo, kéo thanh chuột để hoàn thành câu đố xác minh bảo mật. Bạn sẽ nhận được email xác minh trong hộp thư đến. Vui lòng nhập mã xác minh trong vòng 10 phút. Nếu không tìm thấy email, hãy nhấn vào gửi mã để nhận được một email khác. Nhập số điện thoại của bạn và chọn tiếp theo. Sau đấy, một mã code sẽ được gửi đến số điện thoại của bạn. Nhập code vào ô và gửi. Chọn xác minh ngay để xác minh danh tính. Bạn cần điền đầy đủ thông tin bao gồm số chứng minh nhân dân, họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi cư trú, mã bưu điện không bắt buộc và thành phố. Trên đây là các bước để tạo tài khoản Binance. Các bạn hãy like video và follow kênh CryptoBSC để cập nhật tin tức mới nhất về thị trường tiền điện tử.